Thì ở đây chúng ta có là đây chúng ta sẽ kéo lên nhé, trang trang 324, mọi người lật lên trang sách đó. Hôm nay thì chuột không có vấn đề gì nên là chạy tốt. Chúng ta có là gì? Phương pháp thứ hai của cái dàn đều chiến lược đó là gắn mắc cài chiến lược. Với cái việc gắn mắc cài chiến lược thì mắc cài sẽ không gắn lên tất cả các răng tại thời điểm bắt đầu. Và đó là một chiến lược gắn tùy theo cái mục tiêu điều trị. Lợi điểm của nó là tỷ lệ tải võng, cái LDA này. Thì cái tỷ lệ tải võng này là cái gì? Thì chúng ta lật lại ở phần phía trước, nói về cái việc mà chúng ta bẻ cái dây cung thì L-loop thì làm tăng chiều dài thì cái lực tác dụng nó sẽ nhỏ. Đó. Thì cái việc mà chúng ta không có đi cái dây cung vào tất cả các mắc cài ấy thì cái khoảng cách liên mắc cài nó dài hơn và cái việc mà cái lực nó tác động lên các răng nó cũng sẽ nhẹ hơn. Đó. Thì ở đây là tỷ lệ tải võng LRD này nhỏ hơn do cái khoảng liên mắc cài nó dài hơn. Ở chỗ này thì chúng ta có tiếng Anh đó là load deflection rate. Thì nó viết là LRD đó. Và do đó chỉ một cái lực tương đối nhẹ tác động lên các răng và có thể dàn đều sơ khởi trong cái việc trong khi là chúng ta sẽ giảm thiểu được sự ngả môi, ngả cái răng ra phía về phía môi, ngả răng cửa ra phía môi. Và hãy cùng xem một số nguyên tắc mà tác giả lập ra cho việc gắn mắc cài chiến lược này. Đó, thì trong cái hình 22.9 thì họ nói là gì, cái việc mà cái khoảng khoảng liên mắc cài. Ở đây chúng ta sẽ xem cái hình chú thích ở đây này. Ở đây là có cái mũi tên màu xanh ở đây, nó hơi bị gọi là màu xanh, tác giả sử dụng màu xanh nên là nó hơi bị gọi là gì, hơi bị mờ ở trong cái hình. Đây là khoảng liên mắc cài. Đó, ở đây là khoảng liên mắc cài mà chỗ mà chúng ta không gắn dây cung à không không gắn mắc cài vào cái răng ở giữa. Giả sử như chúng ta gắn mắc cài ở cái răng số 3 này đi, 4 3 này đi. Thì cái việc mà uốn dây đi qua một cái khung chen chúc thì nó sẽ làm tăng cái tác động lực của cái vùng đó. Đó, đó là như vậy. Cái này thì chắc là chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Đó, thì tương tự như vậy là cái hình 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 đây chúng ta nhìn thấy là ở hình A là full bonding là gắn toàn bộ các cái mắc cài từ răng 6, răng 7, 6, 5, 4, 3, chỗ vùng răng 3 này cũng gắn luôn. Đó, cho nên là cái dây chỗ này nó sẽ bị căng ở chỗ này. Đó, thì cái lực tác dụng lên không chỉ là răng 3 mà răng 2 rồi răng 4 ở chỗ này nó cũng là lớn. Thì ở đây thì tác giả sử dụng cái gắn mắc cài chiến lược ở đây thể hiện trong hình này đó là gì? Là tác giả không gắn mắc cài ở răng phía trước, răng tận cùng để về sau phục vụ cho cái việc mà dùng cái lò xo mở khoảng ở chỗ này để mà dựng cái răng số 7. Và tác giả cũng không sử dụng cái mắc cài ở cái vị trí răng bị chen chúc hoặc là răng bị nghiêng gần. Đó, ví dụ như là đây có răng 43, phía bên này thì răng 33 tác giả cũng không gắn. Đó. Và sau khi mà đã dàn đều rồi ấy, thì lúc đó tác giả mới bắt đầu là đi có khoảng rồi thì lúc đó mới gắn mắc cài vào. Đó là cách khác nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ có là gì? 10 chìa khóa kim. Đấy, cho việc gắn mắc cài chiến lược. Chúng ta có 10 cái chìa khóa này cho việc gắn mắc cài chiến lược nhé. Đó. Như vậy là gì? Để mà thực hiện cái việc là dàn đều chiến lược ấy thì cái số 1 đó là cái việc là làm sao sử dụng cái lò xo mở khoảng cho nó đúng. Cái thứ hai là phải gắn mắc cài làm sao cho nó đúng. Cho đúng cái chiến lược gắn mắc cài. Thì trong cái gắn mắc cài chiến lược này thì tác giả đã tổng hợp thành 10 điểm, gọi là 10 chìa khóa kim. Đấy, cho cái việc gắn mắc cài chiến lược. Thì chìa khóa số 1 là thể hiện trong hình 2210, 2220. Thì ngay khi bắt đầu điều trị không gắn mắc cài lên các răng phía trước răng tận cùng. Nếu đó là răng số 7 là răng sau cùng thì sẽ không gắn mắc cài lên răng 6 và nếu đó là răng 6 thì sẽ không gắn lên răng 5. Đó là ý như vậy. Để mà phục vụ cho cái việc tạo khoảng phía sau. Ở đây chúng ta thấy là hình hình đầu tiên này, hàm trên này là tác giả không có gắn và phía trước này đã đều rồi. Và khi phía trước này 10 răng phía trước này đều rồi này. Đó thì lúc đó mới đặt cái lò xo để mà đẩy cái răng số 7. Chỗ này ca này chúng ta bắt đầu nhìn thấy cái răng số 7 và răng số 6 là có cái khe nhẹ nhẹ ở đây rồi. Đó. Thế còn ở hình hàm dưới ở đây
là răng số 3 không được đưa vào cung trong cái hình này. Đó, chỗ này thì nó đang sắp đều và tác giả không gắn răng số 6. Đó. Còn cỡ cái hình ngoài cung này, ở phía bên tay tay phải ngoài cung này thì là tác giả đã có sự dàn đều của cái nhóm phía trước. Và ở đây thì đang đặt lò xo đẩy để mở khoảng cho răng số số 5 ra. Cái răng số 5 này là gì? Nó chấp nhận, tác giả chấp nhận rằng là nó trong giai đoạn đầu dàn đều cái nhóm phía trước này thì chấp nhận cái răng số 5 này nó chen chúc, nó lệch trong, kệ nó. Đó. Sau đó thì tác giả mới bắt đầu là mở khoảng để mà đẩy tiếp cái răng số 6 ra phía sau. Đó, lấy chỗ cho răng 5. Đấy là cái chìa khóa số 1. Chìa khóa số 2 chúng ta sẽ đi, đó là hình 221. À, hình 221 đây. Xuống lại rồi. Đó thì ngay từ khi mới bắt đầu thì cái khí cụ nó sẽ không, cái mắc cài sẽ được không được gắn lên những cái răng mà chen chúc. Đó như chúng ta vừa nói, không gắn mắc cài lên các răng chen chúc. Thì hình 221 đây, chìa khóa số 2. Not bonded on crowded tooth at first. Đó thì chúng ta sẽ thấy là cái hình ảnh này. Đây là cái ca lâm sàng. Cái này thì tác giả không gắn lên cái răng nào. Cái hình ảnh đầu tiên là không gắn lên cái răng nanh, không gắn lên cái răng số 4 mà chỉ gắn lên cái răng số số 5, và ở chỗ này thì có răng số 2. Tuy nhiên răng số 2 này thì không đi dây cung vào. Không đi dây cung vào mà tác giả để lò xo ở đây luôn. Đấy, băng qua lò xo. Đáng lý nếu mà ấy ra có khi tác giả không nên gắn luôn ở tại thời điểm này cái răng số 2 này. Đó. Thế còn ở phía bên này là gì? Không gắn mắc cài lên răng chen chúc. Thì cái răng số 4 bên này không gắn, nhưng mà cái răng hình ở giữa nhá, cái răng số 2 này hình như có gắn mắc cài sao? Có gắn mắc cài, có đặt một cái lò xo ở đây và có một cái chỉ thép buộc kéo ở đây. Thì cái hình này không hoàn toàn đúng theo ý tưởng của tác giả lắm. Rồi ở cái chỗ hình C này, hình cuối cùng phía bên phải này thì rõ ràng là đây những răng chen chúc sẽ nhiều, như là răng 32 bị lệch trong sẽ không gắn tại thời điểm này. Đây. Và ở đây là răng răng vàng đây, cái hai cái răng mà được phục hình màu vàng ở đây là không gắn vì phía sau có gắn rồi. Đó. Rồi đây là cái ý thì trong cái chìa khóa số 2 này thì ở trong sách họ sẽ liền là số 1, cho nên nhưng mà khi mà em dịch thì em không muốn để số 1 cho nó đỡ rối thì chuyển thành 2A. Nó thuộc về nằm trong ý số 2 là gì? Cái răng, các răng chen chúc ấy sai lệch vị trí thì răng nanh hàm trên ở độ cao khác với cái răng nanh bên cạnh thì cũng sẽ không được gắn. Đó, nó đang có lòng tít ở trên cao thì không gắn. Không gắn mắc cài lên răng nanh khi bắt đầu, nếu răng nanh ở độ cao nó khác hơn so với cái răng bên cạnh và có cái sự chen chúc ở vùng răng nanh nhiều hơn, ở vùng răng nanh hàm trên thì thường là chúng ta sẽ thấy là răng nanh hàm trên nó mọc chậm hơn, nó muộn hơn, cho nên nó ở trên cao như thế này thì tác giả trong hình này là sẽ không gắn lên. Đó, thì vị trí theo chiều đứng của cái răng nanh nó bất hài hòa, cho nên là mắc cài sẽ được gắn phía sau khi mà chúng ta dàn những cái răng kia rồi, có khoảng rồi thì mới gắn. Và trong trường hợp này thì mắc cài được gắn lên 4 răng cửa trước và cái răng số 4, first premolar. Ở đây thấy tác giả gắn luôn, trong hình ảnh minh họa thì tác giả gắn răng số 4 luôn, không gắn răng 5, răng 6. Tuy nhiên thì ở trong cây lâm sàng này thì là răng 5 như là đã dàn đều rồi, cho nên là tác giả gắn luôn. Đó. Cái hình mô tả và cái hình ảnh minh họa của ca lâm sàng nó không giống nhau. Rồi 2B là cũng là trong cái ý mà không gắn lên cái răng mà bị chen chúc đấy. Thì răng nanh hàm trên ở độ cao giống với các cái răng bên cạnh. Đó, thì trong trường hợp mà giống với răng bên cạnh này thì tác giả sẽ gắn. Trong hình mô tả hình B này là tác giả có gắn lên. Ở đây. Đó, nếu răng nanh hàm trên ở độ cao ngang với các cái răng bên cạnh thì sẽ không gắn lên mắc cài răng cửa bên khi bắt đầu điều trị. Rồi, không gắn mắc cài lên răng cửa bên vì có khả năng chen chúc ở vùng răng cửa bên. Cái này phải xem lại cái chỗ hình ảnh này đâu rồi. Chúng ta xem tác giả mô tả gì ở cái điểm số 2 này. Là
Do not attach the lateral là gắn cái lên răng nanh thì sẽ không gắn lên mắc cài răng cửa bên đó. Và ở ngay tại thời điểm bắt đầu, bởi vì là có một cái khả năng cao là sẽ gây ra chen chúc ở cái vùng răng cửa bên. À, ở đây là gì? Gắn lên răng nanh. Như vậy là cái chỗ này tác giả chưa gắn luôn. Đó. Và đây là hình ảnh minh họa hình B. Đó là nói một cách khác, nếu có cái không có sự khác biệt theo chiều đứng ở vị trí của răng nanh hàm trên thì mắc cài có thể gắn lên để tạo khoảng cho các cái răng cửa mà bị mọc lệch vào bên trong. Đó. Thì cái việc mà tạo khoảng cho cái răng cửa mọc lệch bên trong này thì tác giả theo theo đúng ý miêu tả phía bên trên này thì đáng lý là sẽ tạo khoảng xong rồi mới gắn mắc cài. Nhưng mà theo cái hình ảnh minh họa của ca lâm sàng ấy thì tác giả là vừa tạo khoảng nhưng mà vừa gắn mắc cài là kéo luôn cái chỉ thép vào đây. À. Gọi là miêu tả một đàng thì là một nẻo. Ý đồ là như thế này. Ở trong cái trường hợp về mà vị trí của răng nanh cao nó không được gắn vào thì cái lò xo tác giả sẽ đặt như cái hình đây. Chúng ta thấy ở đây. Đó là cái hình đầu tiên là gì? Đặt lò xo giữa răng 2 và răng 4 và đẩy sang hai bên. Bên này cũng đặt lò xo giữa răng 2 răng 4 và cái sự do sự khóa đuôi. Khi đặt như này thì chắc chắn là phải khóa đuôi rồi. Đó. Khóa đuôi chặt ở phía sau. Thì cái vùng răng 4 mới đẩy ra, răng số 5 không được gắn vào mắc cài vào vào cái răng số 6 à, không được gắn mắc cài vào răng số 5 cho nên là răng 4 nó di xa xa thì răng 5 nó bị chen chúc hơn. Đó, ý đồ là như vậy. Sau khi chúng ta có chỗ này là có khoảng ở chỗ này cho răng 3 rồi, bắt đầu có khoảng cho răng 3 rồi thì bắt đầu là gì? Ở chỗ này tác giả có vẫn đẩy tiếp ở cái vùng răng răng cửa bên này nhưng mà hình như là chỗ này là có sử dụng cái khóa đuôi lỏng ở chỗ này để mà đẩy răng số 6 ra một chút. Đây là hình minh họa các step mà tác giả dùng. Thì bây giờ chúng ta xem cái ca lâm sàng nó sẽ như thế nào. Cái chỗ này ở đây là chúng ta có bốn răng cửa phía trước, răng nanh và răng 4 5 bên này thì cũng khá ổn rồi. Chỗ này có răng 1 3 là bị chen chúc thì tác giả đặt lò xo vào đây. Và sau một thời gian đặt lò xo thì cái răng số 5 1 5 nó bị vách ra ngoài đây. Đó. Ở phía hàm dưới thì tác giả có đặt lò xo mở khoảng ở chỗ này. Đẩy răng 4 ra phía trước và đẩy răng số 6 ra phía sau. Đó, thì đây là cái mà tạo khoảng. Chúng ta nhìn từ mặt nhai của cái này thì thấy nó bị lệch như thế này đây. Như vậy là gì? Là vẫn giữ nguyên cái giai đoạn cung này, chấp nhận là giai đoạn 1 là chen chúc răng số 5. Rồi hình B này thì chúng ta sẽ thấy là cái strategic bonding và sử dụng cái lò xo mở khoảng như hình miêu tả ở đây thì chúng ta có cái gắn mắc cài ở hai răng cửa, lò xo từ răng cửa cho đến tận răng 4 luôn, chen chúc là răng 3 và răng 2 đang chen chúc. Đó. Và ở đây thì có thêm một cái gì? Có thêm một cái là TPA ngang khẩu ở đây và giữ cái vị trí răng số 6. Đó, ở giai đoạn đầu. Và khi vậy thì nó sẽ chen chúc cái răng 5, răng số 5 bị đẩy. Chúng ta xem ca theo cái hình là hình trên và hình dưới. Còn hai đây là hai ca khác nhau. Đó thì chúng ta thấy là cái ca mà đặt lò xo ban đầu này có cung ngang khẩu đây thì là cái răng 1 5 bị lệch vào bên trong, bị đẩy lệch vào bên trong. Nhưng mà chỗ này thì đã có khoảng cho cái việc xếp xếp cái răng 2 và răng 3 thì tác giả bắt đầu đặt cái mắc cài lên răng 2 răng 3 và giữ và làm dàn đều. Thế còn cái ca phía bên này thì là cái răng 1 3 và 2 3 là chen chúc răng 1 5 đang chen chúc răng 6 5 sữa ở đây. Răng sữa 6 5 vẫn đang còn ở đây thì cái này chắc chắn là bỏ đi. Ở đây thì tác giả đi cái dây cung. Chúng ta nhìn thấy là dây cung này là dây cung lớn rồi này. Đây này chắc là có một cái phần dàn đều trước rồi. Thì cái dàn đều phân đoạn trước rồi, dành cho bốn răng cửa rồi. Thì lúc đó bây giờ tác giả mới đi được cái dây cung đây là dây cung chắc chắn là 16 22 rồi. Nhìn thấy cái diện ngang của cái dây cung ở đây.
Và chắc chắn là khi mà đi cái dây này vào thì tác giả sẽ có cái kiểm soát torque trên cái dây này. Đó, và tác giả bắt đầu đặt cái lò xo. Chỗ này là đặt lò xo để đẩy. Thì ở trong cái giai đoạn này là tác giả đã đẩy xong giai đoạn này, chắc là trước đó tác giả đã đẩy xong cái răng 4, 1, 4 và 2, 4 ra rồi. Ở đây là đang giai đoạn là đặt lò xo để đẩy răng số 6 đi để mở khoảng ra. Đó, sau khi tạo khoảng cho cái răng 3, đẩy răng 4 tạo khoảng răng 3 thì răng nanh bị mọc lệch vào trong và tác giả đẩy răng 4. Như vậy là gì, khi chúng ta làm những cái kiểu như thế này ấy, là chúng ta chấp nhận là cái vùng răng bên này giai đoạn đầu nó sẽ bị lệch vào trong hoặc là lệch ra ngoài. Và những cái này thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải nói chuyện trước với bệnh nhân rồi. Chúng ta không thể là để bệnh nhân họ lên họ than phiền là niềng răng ở các bác sĩ xong về thấy nó bị lệch thêm. Đặc biệt là tình huống mà lệch ra phía ngoài. Lệch ra phía ngoài là một tình huống sẽ dễ gây kiểu mất thẩm mỹ. Bệnh nhân để nhìn được lệch vào trong thì còn đỡ. Thì tất nhiên là giai đoạn sau đó chúng ta sẽ xử lý. Chìa khóa thứ ba trong việc gắn mắc cài đó là gì? Ngay khi bắt đầu điều trị sẽ không gắn mắc cài lên các răng ở phía trước các răng bị nghiêng gần. Phía trước các răng nghiêng gần. Ví dụ không gắn lên răng nanh hàm dưới để dựng trục răng số 4 bị nghiêng gần và không chạm khớp cắn nằm ở dưới thấp. Đấy, răng nằm thấp mà không bị chạm cắn. Như ví dụ như đây. Đây thì răng 4 nghiêng gần và răng 3 nó cũng nghiêng gần luôn ở trong cái ca này. Đó là gì? Đây là răng 4 nghiêng gần này, đây là răng 3 này. Thì tác giả không gắn lên răng 3 mà tác giả để như vậy và sẽ đẩy cái răng 4 ra trước. Đẩy răng 4 ra trước. Đó. Thì nó cũng tương tự như tình huống là răng 3 nó bị chen chúc thì sẽ không gắn răng 3. Răng 4 nghiêng gần thì để như vậy. Còn ở phía bên hình ảnh minh họa ca lâm sàng thì hình 1 này chúng ta thấy là có cái răng 3 nghiêng hai bên không gắn rồi. Hình phía bên của ca đó. Và tiếp đến là một cái ca khác. Ca khác này thì chúng ta thấy là có răng 5 bị nghiêng gần. Thì không gắn lên mắc cài này, không gắn mắc cài lên răng 4 mà sẽ đẩy cái răng 5 này. Sẽ đẩy răng 5 này. Và đẩy cái lò xo để mở khoảng ở đây. Đó. Đây là cái cách của tác giả. Và đây là chìa khóa số 3 đến chìa khóa số 4. Cái key số 4 của cái việc gắn mắc cài là không gắn mắc cài lên răng nanh hàm trên bị lệch phía ngoài cung. Nên như vậy là cái việc mà răng nanh thì sẽ có là gì, lệch lên trên theo chiều đứng hoặc là lệch theo chiều ngang ra phía ngoài khi bắt đầu điều trị. Đặc biệt là thận trọng nếu răng nanh hàm trên lệch ngoài cung ở người lớn. Đó là bởi vì là gì, có nguy cơ tụt nướu cao ở người lớn trong quá trình làm dàn đều răng. À, sẽ không gắn mắc cài răng nanh ở cái giai đoạn này. Và đây là gì? Đây, chìa khóa số 4. Không gắn cái răng nanh tại lúc bắt đầu điều trị thôi. Vì có nguy cơ nó sẽ bị tụt nướu cao. Và ca lâm sàng thì chúng ta thấy là vẫn là cái ca lúc nãy được giới thiệu ở cái phần mà nói đến việc là vị trí răng nanh theo chiều đứng. Vẫn là ca đó. Chìa khóa số 5 là mắc cài được gắn với sự cân nhắc về các vector lực cần thiết để giải quyết chen chúc cái răng cửa hàm dưới. Đặc biệt nếu chen chúc ở phía trước như là răng cửa theo hình cánh bướm, xếp hình cánh bướm giống hình phía dưới đây, thì đầu tiên là khử xoay với cái lò xo mở và gắn mắc cài, sau đó thì dùng lò xo mở ở phía một bên còn lại và dàn đều. Đến lúc này sẽ sử dụng cặp vector bằng cách là kết hợp cái mặt lưỡi, bất tần mặt lưỡi ở răng cửa, nghĩa là sẽ sử dụng đến cái ngẫu lực. Ở đây chúng ta sẽ có là cặp ngẫu lực đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ xem lại cái phần ảnh phía trên này, hai ảnh trên này, đây là có chen chúc ở phía trước và tác giả sẽ ca này là có đủ đủ răng. Tác giả đặt lò xo ở đây để đẩy, không gắn mắc cài lên cái ca phía trên này thì không thấy gắn mắc cài răng răng hàm, cứ để nguyên răng hàm như vậy, chỉ dàn đều phía trước thôi. Còn ở hình dưới là mắc cái răng cửa hình cánh bướm. Cái răng cửa hình cánh bướm thì tác giả có sử dụng cái bất tần mặt lưỡi. Bất tần mặt lưỡi ở đây và kéo nó vào. Kết hợp với là gì, là cái phía ngoài thì là sẽ gắn cái dây cung và mắc cài. Đó, có thể
Trong trường hợp nếu mà đặt được cái lò xo hay gì đó hoặc là làm cái gì đó để mà có thêm một cái lực đẩy giữa hai cái mắc cài này, nếu mà có thêm cái lực đẩy giữa hai mắc cài này đó, và có cái lực mặt ngoài và có lực kéo ở mặt trong này, thì nó sẽ giúp tác giả dàn đều. Đấy, thì đây là khử xoay với lò xo và gắn mắc cài. Có nghĩa là nếu trong trường hợp mà chưa gắn được mắc cài thì đầu tiên là tác giả sẽ khử xoay, sử dụng cái lò xo để mà đẩy, để mà có cái vị trí để gắn được mắc cài trước. Sau đó thì tác giả gắn mắc cài và đi dây, sau đó thì là kết hợp với cái việc là bên trong sẽ gắn cái bất tần để kéo như thế này, như cái hình ở đây đó. Thì kéo với bất tần như vậy ấy, thì là chúng ta sẽ có cái gì đây, đây là lực kéo này đó, lực kéo như này, đây là hai cái bất tần. Lực kéo này thì cái làm răng nó sẽ xoay như thế này, răng này nó sẽ xoay như thế này và răng này nó cũng sẽ xoay như thế này đó. Đó, nó sẽ xoay như vậy. Và ở chỗ này thì cái dây cung nó được đè ép vào cái vị trí chỗ này. Đấy, thì nó sẽ cũng cái vị trí dây cung này thì nó cũng sẽ tạo ra một cái lực xoay như thế này. Đó. Như vậy là gì, là đây là mỗi răng nó có một cái cặp lực. Đấy, mỗi răng nó sẽ có một cặp lực để nó xoay. Ý là như vậy. Rồi. Thì khử xoay nó là nếu mà mắc răng mà được xếp theo kiểu hình cánh bướm như thế này, thiếu chỗ gắn mắc cài, thì đầu tiên là giải quyết việc có chỗ để gắn mắc cài cái đã. Sau đó sẽ sử dụng cái việc là gắn bất tần hỗ trợ bên trong. Đó. Ở đây là gì? Đây giải quyết đây. Thì tác giả sử dụng cái lò xo mở khoảng để giải quyết cái chen chúc ở đồng răng trước hàm dưới. Thì tác giả sử dụng đây, đặt một cái lò xo ban đầu là chưa gắn mắc cài ở răng 31 này. Đặt lò xo giữa cái răng 32 và răng 41. Như vậy thì nó sẽ đẩy cái răng 41 xoay ra. Đó. Nó sẽ đẩy răng 41 này ra, xoay ra đây, cái lực đẩy đây. Lực đẩy. Lực đẩy đây. Nó sẽ xoay cái răng 41 này ra thế này. Đó. Và nó sẽ có chỗ để cho gắn mắc cài của răng 31. Sau đó thì mới bắt đầu là gắn bất tần bên trong này. Đấy, gắn bất tần bên trong như thế này và kéo nó. Đấy, rồi đây là cách mà tác giả giải quyết. Tiếp đến là chìa khóa số 6. Nhóm 8 hoặc 10 răng phía trước được dàn đều nhờ sử dụng cái lò xo mở khoảng và khóa chặt đuôi dây. Đấy, thì chúng được dùng làm neo chặn phía trước, neo chặn phía trước, và cái lò xo mở khoảng sẽ được dùng ở trước cái răng cuối cùng, trước răng hàm cuối cùng để dựng trục và làm chúng song song. Và dựng trục thì là khử cái gọi là giải quyết việc nghiêng gần, còn làm song song có nghĩa là giải quyết việc xoay gần, vì nó xoay gần cho nên nó không song song, thì đẩy thì ra thì nó sẽ song song đó. Thì đây là cái hình ảnh. Và ở đây thì lúc này sẽ sử dụng nai thai 016 hoặc SS016. Thì mình cần chính xác thì mình sẽ xem lại cái chỉ dẫn ở cái bảng lúc nãy. Nhưng ở chỗ này là tác giả sử dụng lò xo này và khóa chặt đuôi dây đó, và sử dụng trên cái dây này. Lưu ý là khóa chặt trên cái đuôi mà SS16 22 là cũng khó khăn nhá. Cái lên đến cái đó mà khóa chặt là khó khăn đấy. Đấy. Rồi thì chúng ta thấy là lò xo đặt ở đây mở khoảng ở phía sau. Đó, sử dụng cái nhóm 10 răng phía trước này để làm neo chặn. Đấy. Ở cái phía trước của cái hình ảnh bên này thì có vẻ nhìn cũng được, nhưng mà phía trước của hình ảnh đầu tiên này thì thấy có vẻ các răng cửa nó bị ngả. Các răng cửa nó bị ngả. Chìa khóa số 7 của Kim đó là gì? Đó là giải pháp cho cái chen chúc hai bên ở nhóm răng trước hàm trên cũng tương tự như ở hàm dưới, là dàn đều các răng với cái lò xo mở khoảng ở từng bên một. Tất nhiên nếu chen chúc không quá trầm trọng có thể sử dụng cùng lúc cả hai bên, nhưng nếu chen chúc trầm trọng không nên sử dụng đồng thời để tránh làm các răng trước bị ngả môi. Đó. Cho nên là đây là cách ứng dụng. Thì chúng ta thấy là có sự chen chúc nhiều như này á, tác giả sẽ không gắn cái lò xo đồng thời hai bên này, bởi vì gắn lò xo đồng thời hai bên này thì tác giả bảo là gì, là nó sẽ đẩy ra như này, mặc dù là có khóa đuôi hay cái gì đó rồi thì nó vẫn sẽ có cái hiệu ứng nào đó, đúng không ạ? Đó, thì tác giả sẽ hạn chế cái việc đấy bằng cách là gì?
Ở đây là giải quyết từng bên, đặt một bên xong đó thì gắn được rồi, chúng đặt tiếp bên còn lại, gắn như thế này thì mở khoảng gắn vào. Đấy, đây. Hình B chúng ta thấy là đây là chúng ta đang đẩy để mở khoảng cho răng số 3 bên này. Và ở đây đây hình hình răng số 3 chỗ này là cũng chúng ta cũng sẽ xem K theo cái hình này, trên xuống này. Trên xuống này thì nó mới là một K. Không 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 phải một K. Này tác giả không sử dụng cùng một K để mà minh họa cho nên là nhìn nó hơi bị rối. Không phải cùng một K. Sao đây? Thì ở đây là một cái K mà đặt một bên đằng nanh. Ở dưới này cũng là một cái K. Cũng đặt mắc cài một bên đằng nanh để đẩy. Không biết là không không cùng một K bởi vì cái K này gắn ben, còn K này thì không. Rồi cái K này là sẽ đặt hai cái lò xo ở chỗ này. Đây, đẩy ra trước. Cái này cũng lò xo đẩy ra phía trước. Như vậy nếu mà làm như thế này thì là sẽ bị đẩy ra nhiều. Cho nên là mẹo nữa đó là gì? Chỉ đặt một bên thôi. Như vậy là xem xong cái cuốn Kim 1, cuốn Mưu 1. Đó, về các bác về nhà đặt hai lò xo hai bên rồi, xong nó bung răng ra rồi sẽ sang lật sang cuốn Mưu 2 là tác giả mới bảo là làm từng bên một. Đặt lò xo phía trước. Nhưng mà lật sang cái trang tiếp theo ghi là từng bên một. Đấy, để mà dàn đều. Giống như kiểu đau bụng thì uống nhân sâm đấy. Nhưng mà sang đến bí kíp cuốn thứ hai là tác giả lại bảo là uống nhân sâm thì tắc tử. Rồi. Đó thì tương tự như vậy thì bây giờ cái phần nào mà chúng ta đọc sách mà thấy chưa rõ thì chúng ta đừng áp dụng vội. Bởi vì còn quyển sách thứ ba chưa ra. Ok. Đây là phần phần số 8. Phần số 8 là chìa khóa số 8 của cái việc xử lý gắn mắc cài chiến lược này. Thì nếu có chen chúc ở nhóm đằng trước và có cắn hở ở đằng trước, chen chúc và cắn hở nhé, thì để dựng trục và di xa các đằng sau thì có sử dụng mao hoặc mưu để tạo khoảng, và chen chúc phía trước sẽ được giải quyết sau khi có khoảng đó. Như vậy là cái việc mà dùng mao và mưu là một trong những cái công cụ hợp lý để chúng ta dựng trục lên, chứ không phải lúc nào tác giả cũng bảo là sử dụng lò xo đâu, đúng không ạ? Chìa khóa số 8 này. Đấy. Đọc xong cái phần sử dụng lò xo xong về sướng quá, lắp hết lò xo lên tung tóe lên. Xong đó thì đọc đến đây tác giả bảo là nếu mà chen chúc nhiều thì hãy dùng mao và mưu đó để dựng trục. Như vậy là gì? Dùng mao và mưu mở khoảng ra thêm ở phía sau cái trước cái đã. Đó, mở khoảng đây, đây là cái cung mao. Cung mao thì là một cái cung mà có lúc kết hợp ở đây. Đó. Và đẩy ra. Đấy, thế còn lại thì hàm dưới cũng tương tự như vậy. Để chen chúc nhiều thì tác giả sử dụng cách như vậy. Đó. Sau đó sau khi đủ khoảng rồi là hàm dưới này, đây là cũng là một ca khác, đây là một ca khác. Đấy, thì hàm dưới nó bị ngả nhiều như này thì thôi thì bẻ mưu luôn để tiếp bách luôn. Đó. Tiếp bách luôn để mà lấy cái khoảng cùng một cái ca, hai cái hình này là cùng ca này, màu nước nước ảnh giống nhau này, cùng ca này. Đó, cái này là khác này. Đó, tác giả đáng lý cũng phải nói cho mình biết là nó là hai ca khác nhau không xem nó rối. Rồi. Đó thì chúng ta thấy là tác giả lắp được cái mưu phía dưới. Ở cái chỗ này là có cái sự chưa chưa cần này, chưa cần giải quyết chen chúc chỗ này này. Đó. Thì khi mà sử dụng mao và mưu ấy, thì chúng ta thôi chúng ta đó là mục tiêu là đẩy cái ngả cái răng sau ra phía sau, cho nên phía trước này cũng là không nhất thiết phải cứ đều rồi chúng ta mới làm. À, chúng ta đẩy cái mấy cái anh kia trước đi, chúng ta có khoảng là chúng ta mới làm. Đó. Mà đặc biệt là trong trường hợp mà đã cắn hở nha, cái này là tác giả bảo là có cắn hở phía trước này. Bởi vì là nếu mà chúng ta cứ táng cái lò xo vào đây nó vừa ngả ra nó tăng thêm cắn hở luôn. Nó tăng cắn hở. Vì lò xo đẩy phía trên này thì cái moment lực nó sẽ là như thế này. Đó, nó ngả ra, nó xòe ra. Đó. Moment lực như này. Đó. Thì nó sẽ làm cho cái này nó bị ngả nhiều hơn, nó hở nhiều hơn. Rồi. Đó là chìa khóa số 8. Chìa khóa số 9 của chúng ta là đôi khi có thể tạo khoảng bằng cách giải quyết chen chúc phía trước và chen chúc phía sau đồng thời. Lúc này có thể sử dụng lò xo mở khoảng tại 3 trên 4 vị đến 4 vị trí trên dây cung chữ nhật và có thêm tọt thân răng. Đó, trong cái tình huống nào đó mà chúng ta đặt được cái này lên, đặt được cái dây SS 1622 này lên, đó thì chúng ta mới
mới có thể là gì đặt ba bốn vị trí. Chỗ này có một lò xo này, chỗ này một lò xo, đây một lò xo, hàm dưới đây đang đặt bốn lò xo đó. Và gì thêm tọt ở vùng răng cửa, đây là tọt âm, đây tọt âm vùng răng cửa, và dây SS 1622 phải đặt được rồi thì mới đặt cái lò xo ở nhiều vị trí đó, còn nếu không thì không thể đó, cái lưu ý. Và đó là chìa khóa số 9. Chìa khóa số 10 của chúng ta là hình 2232. Đây là gì? Có thể sử dụng mini screw là cái mini vít và lò xo mở khoảng đồng thời để dựng trục và làm song song các răng hàm, trong khi giảm thiểu cái sự ngả môi ra phía trước của cái nhóm răng trước trong trường hợp mà có đường cong spi sâu này. Tuy nhiên cần thận trọng khi sử dụng mini vít trong thời gian dài vì nó đôi khi có thể đi theo hướng không được tiên lượng trước, có thể bị xê dịch ấy. Rồi ở đây chúng ta sẽ xem là gì tác giả cắm mini vít. Đây với một cái trường hợp là cả đường cong spi sâu, mini vít thì có thể được sử dụng để dựng trục các răng sau cùng mà ít làm cái răng cửa bị ngã. Đó, đây là cái lò xo nếu mà chúng ta đặt như thế này, còn đây là có mini vít thì nó sẽ loại bỏ được cái thành phần lực ở phía trước và nó dựng lại phía sau. Như vậy là gì? Chìa khóa số 10 an toàn là trên hết đó. Như vậy là chúng